Chiều 27 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đến thăm làm việc với Cục An ninh nội địa. Cùng đi có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Lê Minh Hải, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới phức tạp khó lường, cục an ninh nội địa không ngừng đổi mới tư duy, biện pháp, đối sách, mưu trí, sáng tạo trong đánh địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. cục đã chủ động tham mưu, đề xuất đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo bộ công an báo cáo lãnh đạo đảng, nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý các vấn đề mới phức tạp nội cộng trên lĩnh vực an ninh nội địa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, vùi hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, đập tan ý công khai hóa tổ chức chính trị đối lập vân vân. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đề cập trong thời gian tới, bên cạnh mặt thuận lợi, tình hình thế giới khu vực sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Do đó, để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia nói chung, an ninh nội địa nói riêng trong mọi tình huống, chủ tịch nước đề nghị cục an ninh nội địa tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Trước mắt, lực lượng an ninh nội địa cần có kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng tăng cường cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc bất cứ sơ xuất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, trong đó có SEA Games 31. Nhấn mạnh, an ninh nội địa có vai trò vị trí hết sức quan trọng trong các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Chủ tịch nước đề nghị Cục An ninh nội địa triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp công tác, đánh địch từ trung tâm địch, nắm tình hình, tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, từ khi mới nay sinh, không để diễn biến phức tạp, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự. Tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về bảo đảm an ninh xã hội, an ninh nội địa. Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng an ninh nội địa nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao quan trọng của đất nước trong thời gian tới.